công việc lại thật là nham chán. Mình muốn làm gì đó mới mẻ và thử thách hơn nữa. Sao mình học mãi mà chả hiểu cái gì? Chắc ngành này không hợp với mình rồi. Không công việc nào dành cho mình. Cũng đã quá muộn để bắt đầu với chương trình đại học. NIT ICT Hà Nội cung cấp rất nhiều các khóa học lập trình khác nhau, bao gồm cả PHP. PHP hiện là ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng để xây dựng các trang web và ứng dụng web mạnh mẽ. À, tôi chưa kiến thức gì về lập trình, mà tôi cũng không hiểu gì về lập trình cả. Đừng lo, học PHP không khó như bạn nghĩ. Khóa học PHP của NIT ICT Hà Nội được thiết kế cho tất cả mọi người, kể cả người chưa có kinh nghiệm học lập trình, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Một lớp học chỉ từ 10 đến 13 học viên, thời gian học thực hành lên đến 85% và lịch học linh hoạt online và cả offline, chắc chắn sẽ giúp bạn có một khóa học hiệu quả. Nhưng mà em là sinh viên không có nhiều tiền, lỡ không học được thì... Đừng lo, không chỉ có ưu đãi về học phí, mà nếu như bạn liên hệ tư vấn về chương trình học thì bạn sẽ có cơ hội nhận được ưu đãi lên tới 3 triệu đồng. Nhưng học xong có xin được việc không ạ? Liệu có đáng để đánh đổi công việc hiện tại không? Nếu như cảm thấy công việc hiện tại không phù hợp thì bạn đừng ngần ngại nhé. NIT ICT Hà Nội hỗ trợ bạn học lại miễn phí nếu như cảm thấy chưa chắc kiến thức, và đặc biệt là cam kết giới thiệu việc làm ngay sau khi hoàn thành khóa học. Hãy đăng ký khóa học lập trình web PHP của NIT ICT Hà Nội ngay hôm nay để bắt đầu chinh phục con đường thành công nhé.